ngoài trời đổ mưa đó các bạn. Hôm qua được nghe thông báo là cái chỉ thị 16 là đối với cái phường Phú Trinh của Phan Thiết của mình thì không còn nữa, chỉ áp dụng cho cái 15 thôi. Sáng nay trời Phan Thiết mưa đó các bạn. Phan Thiết ở khu vực Phú Trinh này thì xe với chỉ thị thứ 15 vẫn là hạ bậc xuống, không còn có 16 nữa. Nhưng mà bà con mình vẫn thực hiện cái 5K, cũng cầu mong trời hừng sáng trở lại cái cuộc sống bình thường. Trời mưa, nói chung là cũng hạt, hạt cũng nặng, tương đối nặng. Nhà nghỉ của mình chưa có mở cửa, mặc dù thông báo giảm xuống còn ở cái chỉ thị 15. Để mình hay hé cửa ra, mình xem thử coi bà con này có mở cửa không nha. Nhà mình hiện giờ vẫn còn đóng cửa thôi. Có một căn nhà đang mở cửa, nhà nghỉ VIP 92, nhà nghỉ Yên Thảo, nhà nghỉ Thu Vân. Nhà nghỉ của mình vẫn đóng cửa, nhưng mà mình mở cửa mình xem cho cái bà con mở cửa đón khách mình nha. Nhà nghỉ Hương Thảo, nhược điểm của con đường Đặng Văn Ngữ này, khi mà mưa mà khoảng tiếng đồng hồ mưa lớn là con đường này nó sẽ ngập, cho nên là cái hệ thống làm cống thì công trình đang làm, nhưng mà qua cái Covid này thì là họ đình công chưa có làm, nói chung là chưa có ai mở cửa, chỉ có mấy nhà mở cửa thôi. Mình cũng cầu mong làm sao để cho cái sự yên bình bà con đi lại, rồi việc làm ăn, nói chung là tất cả mọi ngành nghề của bà con mình hiện bây giờ là con đây là rất là vui đứng. Mình cũng cầu mong cái đại dịch này qua nhanh, những bệnh dân thì cũng chưa mở cửa. Rồi, mưa lớn rồi mình đi vào. Chú cưng của mình đây. Đó. Chú cưng của mình là tên là MT. MT thì đã mất rồi, đã chết rồi. Mình chết 5 tuần rồi, vào tháng 7. Em mất chúng là cái ngày 15, 15 tháng 7. Rất là tội em là trong nhà cũ lúc dọn, trong cái quá trình mà nhà nghỉ cũ lúc dọn, trong nhà rất là tài chất. Một
còn anh Su Su này, anh Su Su này anh sợ mình la anh chạy vô rồi. Mộng đẹp quê hương một ngàn đồi xưa mùi nê cát vàng, ta cú đồi dương bên cảng Lao Sao khách say hồn thương hòn vườn tranh thơ biến rũ tình tham cổ Bồ Xá đưa.